Chào các chị em, gần đây trên mạng nhiều chị em hỏi rằng là kem chống lão hóa Dakami có tốt không? Và ở trên Internet khá ít thông tin về sản phẩm này. Vì thế trong bài viết này mình có vài review đánh giá lại sau khi dùng kem Dakami để giúp chị em hiểu rõ hơn trước khi quyết định mua hàng nhé. Kem chống lão hóa Dakami là một sản phẩm có nguồn gốc từ Hàn Quốc được sản xuất dựa trên nhiều nghiên cứu ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Singapore, Thái Lan và một số nước châu Á nhằm tạo ra một sản phẩm phù hợp với làn da của người châu Á. Dakami được đánh giá là sản phẩm chuyên biệt chống lão hóa dành cho các chị em trên tuổi 25. Sản phẩm kem chống lão hóa Dakami được sản xuất theo công nghệ của Hàn Quốc và đạt chuẩn organic của Mỹ. Công dụng của kem Dakami: nâng cơ, tạo hình khuôn mặt, se khít lỗ chân lông, giữ ẩm, phục hồi làn da, làm mờ các nếp nhanh. Mua hàng chính hãng ở đây và nhận giảm giá 50%, bản thân mình thì chưa có dấu hiệu lão hóa da. Như để review sản phẩm, mình cũng đã dùng thử một thời gian và mình cảm nhận rõ nhất là làn da luôn có độ ẩm và sự căng mịn mà trước đây mình không có được. Kem Dakami gồm những thành phần gì? Có nguy hiểm không? Ngày nay các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nhiều không kể hết, nhưng một sản phẩm an toàn cho làn da và cơ thể thì cần phải đánh giá thành phần của nó. Dakami được điều chế 100% từ thiên nhiên, bao gồm tinh dầu jojoba. Loại thảo dược này giúp kiểm soát và tái tạo những vùng da bị hư tổn do quá trình lão hóa trước đó gây ra. Tinh chất lô hội, đây là thần dược giúp ngăn cản quá trình oxy hóa diễn ra, ngoài ra còn gây ức chế quá trình hình thành các gốc tự do. Trong đó gốc tự do là nguyên nhân dẫn đến quá trình lão hóa da. Dầu hạt nho, tăng cường độ đàn hồi của da nhờ giữ săn chắc các sợi collagen và elastin, đẩy lùi tình trạng rạn da, nếp nhăn. Các loại vitamin E, đây được coi là thần dược giúp cải thiện các nếp nhăn trên da mặt, giúp cho da trở nên tươi sáng hơn. Vậy là an tâm rồi, với thành phần 100% tự nhiên thì chúng ta có thể an tâm sử dụng mà không phải lo lắng các vấn đề cho da nhé. Kem Dakami có ưu điểm vượt trội gì? Thành phần tự nhiên chiếm nhiều hơn, an toàn và lành tính cho da, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Bởi sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu hiệu quả cho người sử dụng, có dưỡng trắng da, xóa nếp nhanh đồng thời trẻ hóa làn da, giúp da bạn càng sử dụng càng cảm thấy căng mịn, trẻ đẹp ra. Sử dụng kem chống lão hóa Dakami như thế nào cho đúng cách? Để làm đẹp hiệu quả với Dakami, chị em cần phải tuân theo những hướng dẫn sau đây. Bước 1. Tẩy trang, làm sạch da mặt. Bước 2. Thoa đều huyết thanh lên da mặt, vỗ nhẹ để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da. Lưu ý đối với trường hợp chị em có làn da nhạy cảm nên thoa lên tay trước. Bước 3. Massage khắp mặt theo hướng vòng tròn, từ dưới lên trên. Lưu ý nên tránh không được để huyết thanh dính vào mắt. Bước 4. Thư giãn cơ mặt. Liệu trình sử dụng Dakami kéo dài từ 30 ngày trở lên, mỗi ngày sử dụng 2 lần vào ban sáng và tối. Về độ hiệu quả tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Có người sử dụng sau 3 ngày đã thấy da đẹp lên trông thấy, nhưng cũng có người 14 ngày sau mới thấy tác dụng của sản phẩm. Để việc dưỡng da với Dakami đạt hiệu quả cao nhất, chị em cần phải kết hợp với nhiều yếu tố khác, ví dụ như không thức khuya, ăn uống khoa học, giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, stress. Đánh giá về sản phẩm kem chống lão hóa Dakami. Đánh giá từ những người sử dụng trước đó, Dakami là sản phẩm được các chị em dùng rất nhiều, mình cũng không khó để tìm hiểu hỏi ý kiến các chị em đã sử dụng. Review kem Dakami của chị Yến Ba Đình, Hà Nội. Trong tuần đầu tiên sử dụng, các bọng dưới mắt đã biến mất và đến cuối tháng những nếp nhăn khủng khiếp trên da mặt tôi đã mờ dần. Tôi rất hài lòng. Chị Minh Khai, 47 tuổi. Trong 3 tháng sử dụng, làn da của tôi đã trẻ hóa ra rất nhiều. Các sản phẩm khác không làm được cho tôi điều đó. Tôi cảm thấy như mình đã quay lại thời kỳ tuổi trẻ của tôi thêm một lần nữa. Chị Mai, 32 tuổi. Tôi đã sử dụng nó trong 1 tháng và mọi người không còn nhường chỗ cho tôi tại các phương tiện công cộng nữa. Chị Trà Giang, 41 tuổi. Lưu ý, đó chỉ là review từ bản thân mình khi sử dụng. Vì mỗi người mỗi cơ địa và làn da khác nhau nên khi các chị em mua về không hiệu quả như mình thì hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Đừng vội bỏ sản phẩm nhé, cái gì tự nhiên cũng cần từ từ cả, đúng không?